Ba Chích Lê Giang này lúc đầu thì chúng tôi tìm hiểu, thì khi mà công an Hà Nội dư hai xuất Việt, dư một xuất Việt kiều thì phải nhìn nhận rằng là khi chúng tôi trình bày với công an Hà Nội thì cho Ba Chích Lê Giang về đây, thì tôi cũng tìm hiểu cái background của Ba Chích Lê Giang, đây là một cái thủ môn rất là tốt, mà khi mà Ba Chích về Thành phố Hồ Chí Minh thì cái hòa đồng rất là nhanh. Có lẽ là chúng tôi cũng là một cái đội bóng xây dựng dưới mang tính chất tập thể, và đến giờ phút này thì tôi cũng chia sẻ tâm sự với Ba Chích thì Ba Chích rất là thích ở Thành phố Hồ Chí Minh. Cái quan trọng của một cái cầu thủ chuyên nghiệp không phải là anh đang tranh chức vô địch hay là anh đang tranh ở cái vị trí, mà cái quan trọng nhất là anh thể hiện được cái tính chuyên nghiệp và tính nhà nghề của mình. Thì Ba Chích tôi cho là một trong những thủ môn, cái bữa đầu tiên khi tập và xem Ba Chích thi đấu thì cái ấn tượng nó không có 8 lượt đấu mà Ba Chích đá cho công an Hà Nội thì nó cũng chưa để cho tôi cái ấn tượng, nhưng mà khi cái buổi đầu tiên tập thì tôi và anh Châu Chí Cường là rất là ấn tượng, cái phong cách tập và cái phong cách sinh hoạt.